chào các bạn. Hiện tại Hoa Thơm đang đi trên đường Thùy Vân. Đây là một cái con đường cặp biển bãi sau của thành phố biển Vũng Tàu. Hoa Thơm đang trên đường đi ra biển bãi sau. Xem tình hình biển bãi sau buổi chiều hôm nay như thế nào. Thì có một số bạn của Hoa Thơm ở thành phố Hồ Chí Minh thắc mắc hỏi, gọi điện hỏi Hoa Thơm là nghe nói Vũng Tàu cho người dân tắm biển và cũng muốn đi ra Vũng Tàu tắm biển. Mà theo Hoa Thơm biết thì chính quyền của thành phố Vũng Tàu vẫn chưa cho người dân và du khách xuống tắm biển các bạn. Cho nên là buổi chiều hôm nay là Hoa Thơm chạy ra biển để kiểm chứng lại. Đó, bây giờ thì Hoa Thơm đang có mặt ở bờ biển luôn đây. Các bạn thấy không? Đâu có người dân nào được phép xuống tắm biển đâu các bạn. Tất cả người dân và du khách hiện tại các bạn nhìn thấy đó, đang ngồi trên bờ biển không mát. Chỉ ngồi được phép ngồi trên bờ biển không mát thôi các bạn. Đây, Hoa Thơm sẽ chạy một vòng trên bờ biển để quay lại cái cảnh mà người dân đang ngồi không mát cho các bạn xem nha. Các bạn thấy không? Chỉ được phép ngồi hóng mát thôi, trò chuyện với nhau thôi, hoặc là có thể là đi tập thể dục, chứ vẫn chưa được phép xuống biển tắm các bạn ơi. Các bạn thấy chưa, hôm nay là chiều ngày 26 tháng 4 năm 2020 các bạn nha. Có người nhỏ nè, có trẻ em, có cả người lớn nè. Đây mấy anh bảo vệ nè, mấy anh đi dọc bờ biển, mấy anh tuần tra và mấy anh cảnh báo không cho người dân xuống tắm biển nữa các bạn. Các bạn thấy không? Du khách và người dân thì có thể đi dạo biển thôi, tập thể dục thôi, đạp xe đạp thôi. Chứ còn mà để mà xuống chầm mình dưới biển tắm thì chưa được phép các bạn nha. Hoa Thơm muốn quay để cho các bạn ở xa biết được, mà các bạn hình dung được, để mà các bạn nói các bạn đi biển, đi Vũng Tàu tắm biển mà xuống đây không tắm biển, không tắm được thì các bạn sẽ buồn lắm đó. Nên nếu mà các bạn muốn hít thở không khí biển Vũng Tàu, ngắm biển thì có thể xuống Vũng Tàu trong lúc này. Còn nếu mà các bạn có ý định đi tắm biển thì các bạn cũng đừng có xuống đây. Vì xuống thì các bạn cũng ngồi trên bờ như thế này thì buồn lắm. Những địa phương khác thì như thế nào thì Hoa Thơm cũng không có nắm rõ, nhưng mà riêng thành phố Vũng Tàu thì tại vì Hoa Thơm sinh sống ở đây mà các bạn, nên là Hoa Thơm biết chắc chắn những cái thông tin ở thành phố biển Vũng Tàu lắm đó. Khi nào mà thành phố biển Vũng Tàu cho phép người dân tắm biển lại thì Hoa Thơm sẽ quay và Hoa Thơm thông báo cho các bạn để các bạn ở xa được biết nha. Chính vì vậy các bạn nên đăng ký cái kênh Hoa Thơm Watch để theo dõi thường xuyên những cái thông tin cập nhật mới nhất ở biển Vũng Tàu cho các bạn. Các bạn cũng có thể like cái fanpage Hoa Thơm. Thì có những cái thông tin thì Hoa Thơm cũng có cập nhật ở trên cái fanpage này cho các bạn. Hoặc là các bạn đăng ký kênh Hoa Thơm Watch ở trên YouTube các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem nãy giờ. Hoa Thơm hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn.